Không đến đâu, không đến âm tờ đâu. Chúng ta có từ đầu tiên là từ ask âm tờ, dance âm tờ đúng không? Vì kết thúc chữ s thì cast âm tờ đúng không? Và studied đáp án đi. Cái sổ ôi câu này mà sai thế thì chỉ có về nhà bú tí mẹ thôi. Vào đáp án đi. Anh viết là gì? Tốt. Câu số 4 là từ đầu tiên các bạn nào gì đây ạ? Không gì ạ? Compile âm 2 đúng không? Đáp bi các bạn nào gì đây ạ? First side. Đáp bi đâu gì ạ? À, đây là một cái từ có thể nói là nó đánh bẫy cực kỳ luôn. Rất là nhiều người sẽ đọc là facsimile. Mình đọc nghe nó rất là quen mồm thôi, như là facsimile. Đây là một cái từ còn nói là cực kỳ chuối luôn. Và textile, đáp bi. Và cái từ này cũng như là các bạn phải nhớ đấy ạ. Nếu mà đi thi mà gặp phải nhớ nhớ suốt đời luôn. Rồi tiếp. Social, cái đuôi C-I-L nó là hậu tố thì đương nhiên trọng âm phải rơi vào âm đầu rồi. Social, âm 1 ạ. Từ thứ hai là common. O vẫn đọc là O rơi vào chính nó. Common. Và verbal, đuôi A-L cũng là hậu tố thì rơi vào âm đầu. Verbal. Và blight. O đọc là O rơi vào âm đằng sau. Blight. Đáp án chính xác thì sẽ là đáp án S đi ạ. Câu số 4 ạ, đuôi ET ạ. Solidarity. Đuôi ET trong âm rơi và âm tiết trước nó đúng không? Âm 3. Solidarity. Effectively. E đọc là E rơi và âm sau đúng không? Fact âm số 2. Tiếp ạ. Documentary. Và từ man đúng không? Documentary. Và dedication. Và the case đúng không ạ? Như vậy đáp án của chúng ta sẽ là đáp án gì ạ? Nhà chính xác, baby. Vâng, xin chúc mừng những bạn có 4 câu đúng, vì đối những câu này là chúng ta không thể nào mà sai được. Sai thì rất là buồn luôn. Ok, câu số 5. Câu số 5 mặc dù có từ bus, nhưng khi nhìn là phải nhìn xa ra. Đừng có nhìn từ bus, không phải là for the bus. Feel which. Mấy ông lại nhìn những gì mà từ bus rồi chọn luôn quá khứ thôi. Đây là hiện tại hoàn thành nhờ. Và majority of students là số nhiều đúng không ạ? Cho các bạn để chọn đáp án dead đi ạ. Sai những cái câu mà chọn âm ngâm quá là buồn. Câu 6 này. Chị gái của tôi thường đọc những cái gì nhỉ? À, loại sách báo về thời trang. Thứ nhất nhá. Trang về thời trang. Nhưng mà vấn đề nó là trong cái tạp chí. Thì có nghĩa là nó đã có phần xác định ở đằng sau là tự in rồi đúng không? Thì có nghĩa là phải là giờ. Và đương nhiên là newspaper thì luôn luôn là in the newspaper. Đúng không ạ? Và latest là so sánh, quên nhầm. Là những cái so sánh ngon nhất nhá. Giờ tiếp. Đán bi. Bà đúng không? Towson, bài đã quyết định là gì nhỉ? Đã phải gì nhỉ? Rời đi. Đúng không? Đã bị gì nhỉ? Rời lại đúng không? Để có thể như thế nào tất cả sự sắp xếp. Ở đây các bạn thấy là sau một cái động từ ở phân thứ hai thì không thể nào mà nó có cái một cái là cái verb in đứng bên cạnh được cả. Câu này chắc chắn phải là to verb rồi. Rời đi để làm gì? To make all the arrangement. Đó đây. Câu 18 các bạn quên, câu 18, câu 8. Đây là câu được làm mấy đây các bạn ơi? Làm mấy ạ? À? À đây chúng ta có từ gì nhỉ? Put gì nhỉ? Put spend. Câu 8 nói nhầm đi ạ, à? Câu 18 đâu. À, nếu như tôi, đúng không ạ, có thêm một tiếng để giải quyết vấn đề và cuộc sống của tôi dependent. Lớp các chân từ dependent. Ok, vậy đằng trước, trước và sau em thì từ loại nó phải như gì? Như nhau. Vậy câu này các bạn sẽ chỉ có thể là đáp án gì con nhỉ? Be hoặc là đi. Nhưng mà có một giờ để làm gì đúng không? Phải là mục đích. Cho nên chúng ta sẽ là đáp án. Đẹp gì? Đừng có chịp chẹt đấy nhé. Chịp chẹt. Chịp cái lịch tự nhịp. Bên mình nằm như năng nghiêng. Câu số 9 ạ. Từ intend. Nếu nó động từ thì nó sẽ intend to verb. Nhưng đây là danh từ mà. Cho nên câu này chúng ta là intention gì đấy ạ? Of. Đấy là of đấy. Of. Cái bộ lọc tổng nhỏ. Intention of. Tức là cái dự định về việc gì? Số 10 này các con, chúng ta có từ đầu tiên là worthless. Là vô giá trị. Vô giá trị tức là như nào?
Đúng rồi, tóm lại là cái là không có giá trị luôn. Cứ viết vô giá trị mà nó cứ nhầm, vô giá trị là vô giá. Đúng không ạ? Không có giá trị luôn. Worthy là gì? Là xứng đáng, đúng không ạ? Còn worthwhile cũng là gì đi cả Lâm nhỉ? Đủ hữu ích. Đủ hữu ích cho cái gì? Đủ hữu ích cho cái gì? Đủ hữu ích ạ. Ba cái từ này của chúng ta đều là tính gì? Tính từ. Có từ worth chúng ta là từ loại gì đấy ạ? Nha, là động từ. Con này cái nó quay trên từ cause. Còn cuối cái vế đằng sau chữ chống ấy, nó là danh từ. Và chữ danh từ chúng ta cần từ loại là một tính từ. Bây giờ các bạn phải dịch nghĩa thôi. Bắt buộc phải dịch nghĩa rồi. À, là một người phụ nữ, đúng không ạ? Đã có sức gì nhỉ? Cống hiến. Và đáng được gì nhỉ? Tôn trọng. Thì bà ấy đã tạo ra một cái sự gì nhỉ? Quyên góp ủng hộ rất là lớn, đúng không ạ? Với những cái làm sao có lắm nhỉ? Cái mục đích rất là gì đấy có lắm nhỉ? Xứng đáng, có giá trị, gọi là đáng bị. Worthy. As, bởi vì hoặc là khi, although là mặc dù, đúng không ạ? Unless là gì đấy ạ? Trừ, miễn là gọi là nếu không thì, đúng không ạ? Và once, cái từ one này thì mình có thể dịch là ngay cái thời điểm đó, ngay sau khi đó. Câu này nhá, bạn nghĩ rằng, bạn nghĩ về cái nơi mà bạn ở bây giờ và nơi mà gì đấy ạ? Bạn muốn đi. Thì bạn có thể gì đấy ạ? Bắt đầu tiếp tục đúng không? Biết được là bạn phải biết được những cái kỹ năng gì, những cái giá trị gì của mình và những cái mối quan tâm gì của mình. Vậy nếu là mặc dù thì không đúng rồi. Thì nó bị ngược nghĩa thì không phải. Unless thì càng không. Từ S là bởi vì thì mình dịch là khi mà, đúng không? Khi mà bạn nghĩ được là bạn đang ở đâu, bạn đang đứng ở chỗ nào và cái nơi nào mà bạn sẽ tiếp tục đi đến. Có nghĩa là bạn có thể tiếp tục đúng không? Biết được cái kỹ năng và những cái gì bạn cần quan tâm. Là bạn đi khi mà. Câu số 13, entirely của chúng ta là hoàn toàn. Barely là gì đó con? Hiếm khi. Cái đáp án B này mình loại đầu tiên vì sao? Vì bản thân nó là những tính chất gì đó con nhở? Phủ định rồi, mình không dùng đâu nữa. Có những người loại đầu tiên không chọn đầu tiểu tiên luôn đúng không? Thắng cười rất to cả nữa. Virtually là gần như không. Gần như, đây là gần như. Chứ không phải chỉ mỗi từ ảo của những cái con nhá. Nhớ chưa? Và từ scaly là hiếm thì không phải bỏ rồi. Có từ nâu rồi. Câu này nhá, khi mà chúng tôi đến Ai Cập thì anh ấy gần như là không chấm 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 đúng không? Nhưng mà trong vòng 6 tháng anh ấy trở thành rất là trôi chảy về cái tiếng Ả Rập. Như vậy câu này sẽ là C, gần như không biết một tí gì tiếng Ả Rập cả. Nhưng mà bây giờ chỉ trong 6 tháng thôi trở nên rất là trôi chảy. Câu 13 thì mình sẽ có hai cái từ đi với từ in đấy cả lớp. Từ đầu tiên là in retrospect, từ này của chúng ta nghĩa là hồi tưởng lại quá khứ ạ. Nghĩ lại quá khứ. Và từ cái đáp án D ạ, được chưa? Chúng ta có từ gì nhỉ? Hindsight này của chúng ta là xem xét lại vấn đề. Nó đều được từ in nhá. Mình sẽ có hai cái từ đấy. Còn từ review với là từ experience thì nó sẽ không có cái cụm giới từ đi cùng với từ in. Không ai nói là in review hoặc là in review hoặc là in experience đâu. Vì cái câu này người ta nói là gì nhỉ? Khi mà tôi nghĩ lại thì tôi làm sao nhỉ? Tôi chắc chắn phải như nào có lắm nhỉ? Acknowledge tức là gì đấy ạ? Tự bồi thêm kiến thức của mình và tôi phải biết được rằng chúng tôi đã thực sự là sao nhỉ? Phạm tội đúng không? Có lỗi đúng không? Ở trong cái phiên đó. Và có nghĩa là nghĩ lại những cái điều đã xảy ra trong quá khứ. Cho nên sẽ là bạn ơi. Các con có nghe nghe cái từ retro bao giờ chưa? Các bạn đâu có retro vào đúng rồi. Đấy là cái phong cách đúng không ạ? Hồi tưởng lại quá khứ đúng không? Đó đây. Những người lãnh đạo của liên đoàn này cảm thấy rằng đúng không ạ? Đã đến lúc đúng không? Cái cabinet đúng không? Minister tức như cái người bộ trưởng ở đây thì phải như thế nào trên bàn dựa vào những cái kế hoạch gì đấy ạ? Dài hạn của họ. Mình có cùng từ là put one card on. Mình hiểu như kiểu lật bài ngửa. Cả lớp có hiểu cái cách mà mình đang chụp. Ok, mình cứ lật bài ngửa đi. Lật bài ngửa nghĩa là như nào? À là phải nói thẳng vào đi đúng không? Nói rõ cái vấn đề đi. Ok, phải put on card này chúng ta dịch là gì nhỉ? Nói ra cái gì? Là một cách là chân thành. Đã đến lúc phải lật bài ngửa với nhau rồi. Nếu người ta lật bài ngửa với mày này, mày không đi đỗ đại học là mén đòn này như vậy. Ok, đây lật bài ngửa đúng không? Tức là nói thẳng, nói thật và nói một cách chân thành. Được chưa? Đáp án đây nhá.
kỳ ai, những người mà gì à, dừng lại cái việc học ấy mà già rồi ấy. Đáp án A là hoặc là ở tuổi 20 hoặc là tuổi 18. À, 80, quên, 20 hoặc 80. À, đáp án B là gì nhỉ? Cả nay, nghi giờ O là sai rồi. Bỏ qua luôn. Đáp án C là gì đấy ạ? Hoặc không phải, hoặc không phải. Ở đây người ta nói là bất kỳ ai thì không, chúng ta không thể nói là không được ạ. Đúng không ạ? Cho nên là đáp án C sao bây giờ còn A và D. Cái đáp án A, D nó nghĩa là gì? À, dù có thể là gì nhỉ? 20 hay là bao nhiêu? Hay là 80 đi chăng nữa. Đúng không? Và bất kỳ ai, những cái người mà tiếp tục làm sao đấy à, học suốt thì vẫn còn trẻ. Ý người ta nói là dừng việc học thì đều được coi là già. Kể cả 20 tuổi dừng việc học cũng được gọi là già. 30 tuổi dừng việc học cũng được gọi là già. Lý do vì sao đấy ạ? À? Vì là đối với người ta là học là không bao giờ là đủ cả. Và khi mà học thì bao giờ cảm giác như là mình vẫn trẻ hơn đúng không ạ? Ví dụ như là tôi chẳng hạn đâu, ba mấy tuổi rồi ngồi với bọn tin tin này. Đây như bọn này cảm giác mình già thực sự luôn. Nào, câu này các bạn chọn đáp án đi cho cô nhá. Dù là ở tuổi nào hay là ở tuổi nào, dù là anh ấy, rồi cái này tức nhờ, anh ấy được đưa cho một công việc như một người lau những cái cửa cửa sổ đúng không, mặc dù là anh ấy không có chiều cao, nghe cay không cả lớp. Ví dụ như là khi mà cô giáo giao một bài trên bảng đúng không, chọn cái điểm cao nhất trên bảng, mọi đứa thấp nhất lên, không đấy là kiểu xấu nhau đấy. Thì đây mình có cái cụm từ luôn đấy cả lớp, đó là gì cả lớp? Yeah, okay. Have head for something. Có đủ cái gì ạ? Have head for something. Có đủ cái gì ạ? Have head for something. Mặc dù anh ấy chẳng có đủ chiều cao đúng không ạ? Đáp án đây. Survey là khảo sát. Inspection của chúng ta là điều tra. Appraisal của chúng ta là gì đấy ạ? À? Không viết à? Ngồi đây là chỉ có đấm. Được chưa? Appraisal của chúng ta thì có khá là nhiều nghĩa. Một nghĩa là kết hợp. Và nghĩa thứ hai đó là sự kiểm tra về chất lượng. Sự kiểm tra về chất lượng. Sự kết hợp là sự kiểm tra về chất lượng. Và review các con biết rồi. Review nó là cái nhìn tổng quan đánh giá đúng không? Của cái tác phẩm nào đó. Ở đây có từ first novel. Thì đương nhiên phải là gì? Review. Còn ai người ta đi kiểm tra chất lượng, cái chất lượng chỉ là ví dụ như là hàng hóa hay thực phẩm, hay kiểm tra chất lượng novel review thôi. Đáp án đi nha. Nhìn thế á. Câu 18. Câu 18 mà con này chúng ta có quan trọng cái vế đầu tiên không mà cả lớp? Không, nó chỉ là một cái vế liên quan đến thôi. Cái gì đấy à, hai mẹ à? Chứng tỏ là con này có sự bàn nhau nha. Cái vế đầu tiên nó chỉ là vế liên quan đến thời gian rồi đúng không ạ? Vậy các bạn nó dựa vào từ gì nhỉ? You are getting. Đáp án gì ạ? À? Baby. Cái giây phút mà anh nói anh yêu tôi. Ngay cái giây sau, anh đi hẹn với cô khác. Ôi dồi. Làm sao cả lớp? Lúc đấy cả lớp sẽ làm gì? Nào, beautiful là tính từ, opinion O1. Tall là gì đấy ạ? À? Chiều cao là kích cỡ S1. Và trong là gì đấy cả lớp nhỉ? Ây, vậy theo thứ tự chúng ta sẽ là gì? Beautiful. Ôi giời, có mỗi câu này. Mỗi câu này beautiful đứng đầu. Câu này nó phải gọi là dễ như ăn cắm lợn. Ây à. Câu 20 này. Nếu như chúng ta không biết từ let up là gì thì các con có thể dựa vào nghĩa đi. Nếu như mà mưa không chấm 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 sớm thì chắc chắn chúng tôi phải tìm kiếm một chiếc taxi. Nghĩa là không dừng đúng không? The brighten là gì? Thắp sáng. Câu này quá dễ rồi, stop. Câu này sai cái gì? Không vị gì để nói. Cường sai à? Vò đầu vứt tai gớm đấy. Clear là rõ ràng. Còn darken của chúng ta là tối đi đúng không ạ? Làm cho tối đi. Chúng ta muốn làn da của chúng ta được tối như bạn Tùng ấy ạ. À? Thì các bạn có thể nhờ bạn Tùng chia sẻ bí quyết dưỡng da hàng ngày để có nước nano đen bóng nhá. Ê, tiêm nào. Có tiêm nào. Tiếp nào. Veronica đã gì nhỉ? Phá vỡ cái luật lệ của trường quá nhiều lần, tức là vi phạm luật quá nhiều lần, đến nỗi mà bà hiệu trưởng quyết định là không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc tống cổ ra. Rồi các bạn thấy cái từ break the rule đúng không? Các bạn nghĩ ngay cái tiêu cực rồi. Nào vào đây, F,
ai đó rời khỏi trường. Đáp B, yêu cầu cô ấy gặp hiệu trưởng. Đáp C, trừng phạt cô ấy một cách nghiêm khắc. Và đáp D, gõ cô ấy một cách tràn bạo lực. Bít bít là gõ là đấm ấy. Vậy thì cả lớp ơi, cô này đáp án gì? Ây, tấm cổ là ai phải rời khỏi trường thôi. Sensible bình thường mình dịch nghĩa là nhạy cảm đúng không? Nhưng mà wait, nhưng mà nó đi với câu hỏi, mình không dịch là câu hỏi nhạy cảm này. Mình phải hiểu là cái câu hỏi mang tính chất là như là kiểu rất là thực tiễn, nó rất là thực tế, hiểu không ạ? Khi mà mình đọc đấy ạ, nó có thể đi với cái question này, mình dịch như đấy, có rất nhiều bạn đang nói chuyện nha. Đó là một cái kiểu cơ hội rất là lý tưởng để có thể khiến cho bản thân bạn gì đấy nhở, đa điểm memorable, trở nên dễ nhớ, đúng không? Với người tuyển dụng, vì những lý do, bằng cái cách là bạn hãy hỏi những câu hỏi thực sự, thực tế và sát với nội dung. Ủa, thế thực tế thì có nghĩa là người với thực tế thì nó là những cái hiển vông. Hiển vông tức là lý thuyết, đúng chưa? Đáp án gì? A, theoretical. Cái đáp án này của chúng ta là thuộc về lý thuyết. Ý nghĩa của silly là gì ạ? Ngốc nghếch và ngu xuẩn. Practical là gì ạ? Thực tế. Và burning là cháy. Và thi xong câu trò nó sẽ cháy, đúng không? Cháy hết mình, không say không về, đúng không? Xong này đã đăng lên báo, nhờ cô giáo và hơn 100 học sinh quẩy trong quán bar, hai đêm không về. Ôi trời. Nào, số 23 cứ nghĩ đến giây phút đó mà cố gắng các con ạ. Nào, Steve rất là hạnh phúc với công việc của mình, cho đến tận khi anh ấy gây lộn với lại ông chủ. À, fall out with là cãi nhau. Và sau này thì thực sự là khó đối với họ để có thể làm việc cùng nhau. Cãi nhau thì làm hòa. Làm hòa chính là make up with. Đáp án này. Cái gì? Ok, đây mình có từ make up, các bạn hiểu rồi. Make for, make up, make up là cái gì nhỉ? Tẩu thoát cả lần. Chúng ta sang bài điện tử, các con có thể quan sát câu số 24. Chúng ta sẽ có các cái đáp án đúng không ạ? Nó khác nhau ở mặt từ loại đúng không ạ? Educate là động từ này. Educating là verbing này. Education là danh từ. Và educational là tính từ. Ở cái vị trí chúng ta cần tìm là một tính gì ạ? Tính từ, vì mình có từ institution là danh từ. Chứ danh từ cần gọi là tính từ và không thể nào khác đáp án đẹp đi được. Và tất cả những học viện mà tính chất là gì nhỉ? Giáo dục. Câu số 25. Câu số 25, các con khoanh vào từ children. Ở đằng sau số 25. Có nhìn thấy không ạ? À? À, chúng ta có một cái cách để tạo ra một tính từ ghép. Đúng không ạ? Là bao giờ chúng ta sử dụng trạng từ và một phân từ hai. Ví dụ như chúng ta có từ well prepared là được chuẩn bị tốt. Hoặc là well educated là được giáo dục tốt, đúng không? Thì tương tự ở đây mình sẽ cần một cái tính từ như vậy. Và tính từ của chúng ta là well rounded. Từ well-rounded của chúng ta có nghĩa là gì đấy cả lớp? Tức là gì? Những đứa trẻ mà được chăm sóc tốt. Đứa trẻ được chăm sóc tốt. Tầm này phụ huynh cứ như kiểu là đang kiểu đang săn lùng cô giáo cả lớp. Đang săn lùng cô đấy cả lớp. Và tiếp số 26 ạ. In, for, over, round. Các bạn nhìn vào gì nhỉ? Từ thôi, ok. Câu này chúng ta có là Thailand is the first country, là một đất nước đầu tiên mà nó bay là gì đây cả lớp nhỉ? Dựa vào cái gì nhỉ? Curriculum là chương trình gì ạ? Chương trình dạy gì nhỉ? Dạy học 3.8 cái nhỉ? Key đúng không? Cái key quan trọng là competency, đây là gì? Cái năng gì nhỉ? Năng lực, 8 cái năng lực quan trọng đúng không? Vậy câu 26 thì cả lớp nhìn thấy ở đây chúng ta có từ base, nhưng mà đây không có từ on. Đúng không cả lớp? Vậy các bạn đã dùng từ, đó là từ gì ạ? Over. À, quên, nhầm. Đáp án đi ạ, round. Base round, xung quanh những cái đó ạ. Đáp án đi nha. Sẽ dạy trên những cái chương trình giáo dục, đúng không ạ? Và sẽ quanh với gì nhỉ? Các cái key, đúng không ạ? Các yếu tố quan trọng đó. Over là bên trên ạ. Câu tiếp ạ, câu số 27. Câu số 27, các bạn nhìn đáp án đi ạ. Ở đây chúng ta có các cái gì nhỉ? That, it, what và which. Đó là cái gì đấy ạ? Đại từ gì nhỉ? Đại từ có này đúng không? Câu 27 các bạn cho đáp án gì và vì sao? Lý do? Quên. Ok. Ở đây của chúng ta, thứ nhất, cái chỗ vị trí ở đằng trước số 27, chúng ta thấy có quan sát có một cái danh từ nào không hả các con?
có danh thương được không? Không, bởi vì cái chỗ mà in the lip nó là của câu đằng gì? Đằng trước, nó không có một danh từ, chúng ta không phải dùng lại thì quan hệ. Đúng không? Ok, như vậy câu này là bạn chính xác là từ what? Cái điều mà. À, có lớp này có mấy cái mũ mà cứ để quên xong trả cho nhặt về là sao? Không bao giờ để quên mũ mà đây là của lớp 12 luôn. Ok, câu 28 rồi. 28 là rather, instead, but và than. Khi mà cái vị giáo sư này giải thích được đúng không ạ, tất cả những cái năng lực gọi là quan trọng đúng không ạ, nó không tập trung vào cái việc tiếp thu được kiến thức hay là kết quả của những cái bài gì nhỉ, bài kiểm tra chấm 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 ở cái năng lực phát triển bản thân. À vậy có nghĩa là gì? Không phải chỉ đúng không? Ở cái kết quả này mà là ở na bật nhưng. Số 29 ạ. Ơi. Thế vào đó con dùng instead không được hả? Một instead hoặc hai là con phải viết cả một câu xong con là phải instead. Nghĩa là như vậy. Không bao giờ con thể có instead xong lại on như này là chắc chắn là sai luôn. Cái instead nha, bạn Lan bạn đang hỏi cả lớp. Là nếu mà cứ nghe một cái nghĩa instead nó rất là hợp lý đúng không? Nhưng nếu mà các con muốn dùng từ instead mà đúng không mình nghĩ thì con phải biết cả một câu trước xong là phải instead là cái gì đó hay vào đó. Hoặc nếu không nếu mà dùng trước phải instead of thì mình không thể để instead nếu mà mình không nó đứng cạnh cho con để được. Số 29 nha. Nếu như học sinh đúng không ạ? Thì going to sẽ đi đến một cái ngày gọi là open day. Open day là cái gì đấy các con? Ngày kiểu khai khai giảng đúng không? Kiểu dạng như vậy. Thì họ nên phải tự làm quen bên dưới nói chuyện. Con trai. Ai đấy à? Nó tên hả? Họ phải nên chính tự bản thân họ phải tự làm quen đúng không ạ? Với cái sự đa dạng các khóa học. Vậy có nghĩa là bản thân họ tự làm quen. Chứ không phải nên bị làm quen. Cho nên từ should be familiarize là sai. Vậy các bạn bỏ từ be đi ạ. Và từ ed các bạn bỏ đi. Should familiarize. Đến chữ gì nhỉ? E là hết nhá. Một chữ đề nữa. Bỏ chữ be đi ạ. Câu 30 các bạn gạch chân của từ o sau cái đáp án này ấy, sau từ pension này. Ủa thế nên mất sau o thì chắc chắn là từ đằng trước nó phải tương đương với cái từ sau o đúng không? Cái từ salary nó là lương, còn từ pension là lương hưu nó chả liên quan đến nhau cả. Các bạn dùng từ wage đúng không? W-A-G-E đúng không? Nó phải là lương đấy đúng không? Wage này đúng không? Đây, tùng nó to quá, các bạn không nhìn đấy các bạn không giảm nha. Wage, còn pension là đừng hưu. Câu số 31, cả lớp bên trong từ sim ở cuối câu. Cả lớp bên sau sim từ loại cần tìm là gì các con? Tính từ. Ok, có ai dùng trạng từ như này không ạ? Không, các bạn chỉ là worth. Đúng không? Worth. Best. Câu này từ more badly worst. Vậy là chúng ta xong phần sửa lỗi sai. Chúng ta xong bài tiếp theo. Trong cái gì đấy ạ? Ở cái tác phẩm đi ạ. How many hours does it take to make a friend? Bao nhiêu giờ để chúng ta có thể gì nhỉ? Kết bạn được. Có đúng không ạ? Thì đã miêu tả tất cả các cái trường hợp đúng không ạ? Những cái định hướng mà có thể xây dựng một tình bạn. Nghiên cứu của ông ấy chỉ ra rằng đúng không ạ? Rất là nhiều giờ đúng không ạ? Mà chúng ta dành bên nhau là nó sẽ có sự kết nối với lại tình bạn thân thiết với nhau cũng như là cái thời gian mà chúng ta có thể enjoy những cái gì hoạt động leisure tức là hoạt động trong thời gian rảnh rỗi cùng với nhau. Sau đó ông ấy sẽ nghiên cứu đúng không ạ? Cái cơ hội để tạo thành những người bạn như thế nào, bao nhiêu giờ để trở thành bạn thân đúng không? Và thưởng thức các hoạt động với nhau như thế nào. Đoạn số 3, Thảo Phương. Đoạn số 3 này, ông ấy còn nhận ra rằng là khi mà chỉ tiến đến cái sự phát triển các mối quan hệ bạn bè, chúng ta có thể chia sẻ những cuộc sống hàng ngày đúng không ạ? Thông qua cả cái việc nhờ, catching up and joking đúng không ạ? Tức là chúng ta có thể theo kịp này cũng như là gì nhỉ? Đùa vui đúng không ạ? Tất cả những cái sự gần gũi với nhau này, những cuộc nói chuyện nhỏ vân vân các thứ. Thì ở đây chúng ta sẽ có là vậy thì theo các bạn chủ đề đây là cái gì ạ? Đáp án A, priceless gift of time, tức là một cái món quà vô gì? Vô giá của thời gian. Clutter đây chính là bừa bộn đấy các con. Tức là một cuộc sống xã hội bừa bộn. Nghe kinh nhỉ? A world of online acquaintances. Tức là thế giới của những người quen qua gì đấy à? Qua mạng. Và đáp án đi là gì đấy à?
À, từ những người bạn gì nhỉ? Tốt nhất đúng không ạ, cho tới những người gì nhỉ? Người quen. Thế kia ở đây ạ, ví dụ ở câu A thì cái sự lặp lại, cái keyword quan trọng nhất chính là từ time. Ở câu B cái keyword quan trọng nhất là social life, và cái từ clutch là bừa bộn đúng không? Cái câu C cái keyword quan trọng nhất chính là từ on online, và cái câu D cái từ keyword đó là best friend acquaintances. Vậy thì các bạn nhìn thấy xuyên suốt từ đầu cho đến cuối cái key nào, cái từ nào được lặp đi lặp lại nhiều nhất ạ? Đúng rồi, chính là thời gian. Vấn đề là cái thời gian dành cho nhau bao nhiêu lâu là đủ đúng không ạ? Ở bên nhau bao nhiêu lâu để có thể có một quan hệ tuyệt vời. Cho nên bạn sẽ làm gì ạ? Hey, xin chúc mừng các bạn trả lời đây. Đang đúng không con? Cô ba ba này, từ hi ở đây là ai ạ? À? Bạn cùng lớp, người bạn, người quen hay là gì đây ạ? Jeffrey, các con tìm ở trên đoạn này xem nào. Nghiên cứu của ông ấy nhận ra rằng cái số lượng thời gian mà chia sẻ dành bên nhau có sự liên kết, đúng không? Kết nối với những cái gì nhỉ? Mối quan hệ tình bạn gắn bó, bởi vì gì nhỉ? Thời gian họ có thể gì ạ? Dành cho các hoạt động rảnh rỗi cùng với nhau. Đặc biệt ông ấy nhận ra, ui rồi con này quá dễ, ông ấy chính là ông nào đấy? Jeffrey, đáp án gì? Đi rồi câu này sai về nhà bố mẹ luôn nhá. Nó dễ như cáo lợn luôn. Căn cứ theo đoạn số 2 đáp án đi ạ. Thì cái kết luận nào có thể rút ra được từ cái finding, tức là cái gì ạ? Cái tìm ra đúng không? Cái tìm ra của gì đó? Jeffrey. Nghĩa là cả lớp ơi. Constant contact exhausting. Tức là tất cả những cái mối liên lạc của nó sao nhỉ cả lớp nhỉ? Constant là gì? Ổn định và bền vững luôn ạ. Nó mà bị mất đi. The pressure, cái áp lực để có thể làm sao nhỉ? Positive, tích cực tất cả cả ngày thì nó cũng bị là sao nhỉ? Bị suy giảm. Drain thì mình không dịch là như ở trong nước mình gọi là cái gì, gọi là ráo nước, nhưng mình không dịch là ráo nước nha, suy giảm. Thậm chí trong một thế giới mà có cái tốc độ phát triển rất là gì, rất là nhanh, gọi là nhịp sống đúng không? Người từ best gọi là nhịp sống phát triển khá là nhanh, thì bạn có thể tạo ra cái tình bạn, cái mà thực sự kéo dài suốt cả cuộc gì, suốt cuộc đời của mình đúng không? Galaxy ạ, cả gì quantity là số gì, số lượng, và cả chất gì, chất lượng và thời gian mà chúng ta dành cho nhau đều đóng góp một cái phần để có thể spark, spark là tạo nên đấy con nhá, tạo nên và khởi đầu cho một tình bạn thực sự. Và đam mê đi của chúng ta là những cái individual, là những cái gì nhỉ, cá nhân, thì motivated tức là gì, có thêm rất là nhiều cái động lực để có thể gì nhỉ, tham gia vào các cuộc nói chuyện, cái có thể hình thành và phát triển để một quan hệ lớn hơn. Các con cho cô xem đoạn số 2 con này. Hôm nào, hôm nay lúc nào phải tổ chức cái cuộc thi những người đàn ông lắm mồm nhỉ? Cái cuộc thi đấy hay đấy nhỉ? Đúng không? Thứ nhất này, số lượng thời gian bên nhau này, có kết nối này. Có đúng không ạ? Tiếp này, cái gì nhỉ? Ông ấy further found dòng số 4 ấy ạ. Nhìn thấy dòng số 4 đấy cả lớp ơi. Further tức là gì? Kiểu nghiên cứu sâu hơn và nhận thấy sâu hơn đúng không ạ? Thì ông ấy thấy là những người bạn bình thường, đúng không ạ? Thì là tiến triển, mình dịch là tiến hóa đúng không ạ, thành những cái người bạn đúng không ạ, ở cái mức độ là giữa thời điểm là bao nhiêu giờ trong một tuần, bao nhiêu vân vân, và quality chất lượng của khoảng thời gian thì sao nhở, quan trọng hơn là gì nhở, hơn là số lượng đúng không ạ. Vậy thì ý người ta muốn nói là cái gì nhở, cái muốn xây dựng một cái mối quan hệ tốt đúng không ạ, thì như thế nào? Đáp án chính xác nó sẽ là đáp án gì? Gì, chúc mừng tất cả các đồng chí. À cái thứ nghe này đoạn số 3 là gì? Silly là gì nhỉ? Ngốc. Thực ra là ngốc là ngu hiểu hơn cả lớp. Cái từ ngốc ngốc như nữa này. Small là nhỏ, regular là gì đấy à? Thường xuyên, và normal là bình thường. Khổ tôi ngồi đây tôi sát tôi xùi cả 1 mét tầm, nó không thèm viết một cái gì. Nó không thèm viết một cái gì. Nào con nhìn vào cái câu 35 đi, con nhìn này, đọc cái câu đó xem nào. Ông ấy nhận ra rằng khi mà mọi thứ tiến đến cái sự phát triển của tình bạn, ai có chiếc kịp thì bảo nhé, và cô đọc chậm này chứ đừng đừng có nói chuyện. Được chưa? Thì chia sẻ cái việc cuộc sống hàng ngày đúng không ạ? Thông qua việc catching up, talking đúng không ạ? Xung quanh những cái sự gần gũi đúng không ạ? Promote, thúc đẩy sự gần gũi này. Những cuộc nói chuyện nhỏ nó không còn tồn tại nữa. Xem xét những cái chủ đề như thế nào, cái mà thường xuyên nảy sinh khi mà check in là bị cuốn vào trong đó đúng không ạ? In elevator, trong cái nấc thang, trong cái sự gì đấy phát triển với những cái người nhỉ, quên từ là những người mới gì nhỉ, mới quen. Với cái là tranh luận những chủ đề về gì nhỉ, thời tiết đúng không,
là bao nhiêu bạn dừng và nghỉ trước khi là bạn chạm tới nhỉ, cái cầu thang vân vân đúng không? Thế đấy, đây là những cái chủ đề gì? Những cái chủ đề gì mà gì nhỉ, nó khiến tự nhiên mình bạn bị cuốn vào một cái vòng luẩn quẩn với những người lạ, những người mới quen, đó là ngốc nghếch siêu lý. Ừ, có đúng cái này không con? Ôi rồi rồi làm rồi à, à. Đúng rồi. À, sao căn cứ tới đoạn số 3, cái loại setting tức là cái kiểu bối cảnh nào mà gì nhỉ? Foster tức là gì đây cả lớp, thúc đẩy đúng không ạ, tình bạn thực sự đây ạ. À, thứ nhất là cả lớp ơi, high fiving with a stranger on the street, cái việc high five với người lạ trên đường, hay quá cơ. Đam mê là gì nhỉ, du lịch với những người bạn trong kỳ nghỉ đấy, có đâu nhất thiết là cũng phải du lịch với những người bạn để các con nhỉ. Câu C là gì nhỉ, boarding the same lift as your neighborhood. Ồ, hay quá. Cho từ boarding the same lift có nghĩa là như nào đấy cả lớp? Là chúng ta sẽ cùng trải qua những cái gì nhỉ, cái quãng đường di chuyển đúng không, cùng với nhau đúng không, với những hàng xóm của mình. Adami là tranh luận với những người bạn cùng lớp về một cái dự án trong lớp học nào. Vậy cái nào dưới đây là cái bối cảnh mà chúng ta có thể foster real community? Và cuối cùng ạ, ok, các bạn thấy nội dung thông tin ở đâu đây cả lớp ơi? À, dòng thứ ba hả? Coi trong đây nó là thứ mấy? Thứ bốn chứ. Obligatory time spend together, cái khoảng thời gian bắt buộc và dành cho nhau, ví dụ như là trong lớp học hay là nơi làm việc, thì nó không gì nhở, không thúc đẩy cái tính gần gũi với nhau đúng chưa? Vậy thì câu này là đúng không? Không thấy rất là nhiều bạn nói chuyện, đừng nói đi con ơi. Cái đầu ấy. Như vậy là cái câu mà người ta nói là discussing with the classmate for the class project đúng không? Đúng không cả lớp? Hỏi cũng trả lời. Vâng, tiếp. Tình bạn yêu cầu một cái efficient use of time together, tức là một khoảng thời gian như nào hơn nhỉ? Hiệu quả khi mà chúng ta ở bên gì? Ở bên nhau. Đúng không? Một vài người, người có thể nhớ được chi tiết cuộc sống của bạn, hỏi những câu hỏi liên quan đến gia đình bạn, công việc của bạn, những kỳ nghỉ gần đây nhất của bạn, vân vân và mây mây. Thì dường như anh ấy và cô ấy đang trở thành những người bạn có thể xem xét là gì nhỉ? Là bạn đúng không? Hơn so với một người quen. Ok ạ. Đấy, câu này các bạn lựa chọn đáp án là gì đây ạ? Đáp án gì ạ? Đi sai rồi đúng không? Đáp án A là high five không có rồi đúng không? Đáp án C là same lip as your neighbor. No. Vậy đáp án A rồi. Và cái câu vậy thì trong số như này thì chắc chắn là người ta hỏi là làm thế nào để mà khăng khít tình bạn, thì chắc chắn là chỉ có thể cùng tham gia vào những cái chuyến đi nè, à, du lịch thôi đúng không ạ, jolly vacation. Dành những thời gian hiệu quả với nhau đúng không ạ. Rồi ok ạ, câu này hơi cửa chuối nhỉ. Mặc dù TV lần đầu tiên được xem như là cái gì nhỉ? Radio với những cái bức tranh đúng không? Cái đài phát thanh với những cái với hình ảnh. Thì tất cả những sự phản ứng của công chúng đó, từ cái việc xuất hiện của TV này thì gần như là nó rất là gì nhỉ? Khác xa đúng không ạ? Vâng, cái mà khi mà họ gì đấy ạ? Phản ứng tới cái sự gì nhỉ? Phát triển và phát minh ra trước gì nhỉ? Đài radio. Sau đó đến đoạn hai thì nó là một trong những cái khía cạnh của những cái chiếc tivi ban đầu ấy, đầu tiên xuất hiện ấy, thì chưa bao giờ được recapture. Recapture chúng ta nghĩa là gì đấy à, được khái quát lại đúng không ạ, nó chính là sự nhờ kết hợp đúng không của astonishment and glamour. Và cái từ astonishment và glamour ở đây có nghĩa là gì đấy cả lớp? Astonishment bình thường mày học cái từ astonishment nghĩa là gì, ngạc nhiên. À, đúng rồi. Tức là những cái sự kinh gì nhỉ, kinh ngạc và sự rực rỡ, glamour là sự rực rỡ, cái em có thể chào đón được cái gì đấy nhỉ, tất cả những cái phương tiện truyền thông đại chúng đó, trong suốt cái thời kỳ khai sinh. Sau đó người ta nói tiếp là giữa thế kỷ 20 thì như thế nào, đúng không ạ? Ở dần dần cuối cuối của thập kỷ đầu tiên của TV thì như thế nào? Rồi đến năm 1950 thì có sự gì đó, achievement là thành tựu đáng kể của TV như thế nào, đúng không? Rồi sau đó tiếp tục vân vân vân. Thì rõ ràng đây là mình hiểu được nó giống như là một cái sự phát triển. Thì chúng ta thấy có rõ ràng là TV nó được thể hiện từ đầu đến cuối với cái dòng thời gian như nào đúng không? Nhưng mà nó có phải là sự phát triển? Đáp án A là sự phát triển của TV. Comparison, tức là gì nhỉ? Trong cái sự so sánh với gì nhỉ? Với đài phát thanh. Đáp B là cái sự kiện thể thao
ở trên TV. Damacy là những cái chương trình chất lượng cao được enjoy bởi người Mỹ. Và đáp án D là những chiếc TV ở United States. Vậy đáp án chính xác là sẽ là gì ạ? D. Ai đồng ý với đáp án D cho tay? Tại sao? Bỏ tay xuống. Tại sao phải đáp án A ạ? À đúng rồi, rất chính xác. Cả bạn, các bạn, cả lớp ơi, nếu như ấy, mà nó muốn so sánh với radio ấy, trong từng cái giai đoạn nó cũng phải xuất hiện của cái gì nhỉ? Radio. Đúng không? Nhưng nó làm gì có, nó chỉ thực ra là nó có nói radio, nhưng mà đoạn nào đây, đoạn đầu nó nói radio để làm gì đấy cả lớp, để nó dẫn vào là cái sự phát triển đầu của TV thôi. Cho nên là bạn chính xác sẽ là gì ạ? Daddy. Tiếp. Cụm từ A God About ở đoạn 2 đề cập đến cái gì? Look forward to là gì đấy ạ? Trông mong, trông đợi. Interested in là gì ạ? Quan tâm hoặc là thích. Involve là gì đấy con? Kiểu tham gia vào đúng không? Và kỹ năng của chúng mình là gì đấy ạ? Say mê. Đấy, các con để nhìn đến trên đoạn trên xem là nó nói về cái gì đấy ạ? Đọc cái câu đấy cho cô đi ạ. Ở cái thời điểm giữa của thế kỷ thứ 20 thì công chúng thực sự chấm 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 có thể nhìn và nghe những sự kiện thực sự. Bởi vậy là công chúng thực sự rất là như nào đây cả lớp nhỉ? Rất là mong chờ đúng không ạ? Ok. Là có thể xem và có thể nghe những cái thực sự. Thật ra cái tính nghĩa từ này nó chính là mong đợi, mong chờ, expect. Đó là đây. Căn cứ theo đoạn học văn số 2, tại sao mà public lại gather, gather tức là gì nhỉ? Quây quần, tụ tập ở trên cái gì cả lớp nhỉ? Sidewalk là gì? Lề đường, ven đường, trước cái các cái cửa hàng. Ok, cả lớp thì tìm cho cô cái chỗ nào nó đến đoạn 2. Rồi. Ok, xong chưa cả lớp? Dòng số mấy ạ? Cô, trong cái này của cô là dòng số 5. Với các bạn nhìn nào. Chúng ta có relatively few people have sat in their home, but popular fascination with TV was so pronounced that. À, có nghĩa là tương đối là có ít người mà lắp đặt cái hệ thống đó ở trong gì nhỉ? Trong nhà của họ, đúng không? Mà cái sự lôi cuốn rất là phổ biến với TV là nó có được gì nhỉ? Thông báo cái rộng rãi đúng không? Đó là các cái đám đông sẽ như nào đây ạ? Quây quần tụ hội ở bên gì nhỉ? Bên lề đường đúng không? Trước cửa hàng. Cái mà display là thể hiện, đúng không? Một cái chương trình gì nhỉ? TV nào đó đúng không? Hoặc hai cái gì đó. Vậy thì cái lý do đáp án này là họ không có việc để làm. Hay quá. Đáp B là họ có cái cảm nhận là ngạc nhiên. Đáp C là bởi vì cái sự gì nhỉ? Lôi cuốn đúng không? Của gì nhỉ? Của họ với chiếc TV. Và đáp án D là họ muốn gì đấy ạ? Tavern together. Tavern nghĩa là gì các bạn? Có nghĩa là muốn show cùng với nhau. Thể hiện cùng với nhau. Ở câu này là vì sao đây cả lớp nhỉ? Sự lôi cuốn của chiếc tivi đúng không ạ? Cho nên họ tụ tập vào. Đó là gì? Rõ ràng rồi. 40 đến là chết tiệt đây. Lão thật. Cái nào, cái từ nào, cái từ oply ở đây có nghĩa là gì ạ? Thứ nhất là tốc độ chậm. Và như nào nữa là không nhanh. Tại vì là ở cái cách thức mà nó phù hợp với gì nhỉ? Trong cái tùy cái điều kiện hoàn cảnh. Đáp án C là nó xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn mà không có sự delay, trì hoãn. Và đáp án đi là toàn bộ hay nói khác là nhiều. Ok. Bạn số 3 này. Đọc câu trên đi ạ. Such high quality program. Tất cả những cái chương trình mà có chất lượng cao như thế này đúng không? Là những trường hợp ngoại lệ. Hầu như tất cả những chiếc TV ở trong suốt những cái giai đoạn bắt đầu cái năm hình thành này có thể được miêu tả một cách như thế nào bởi gì à? Một cái nhà soạn nhạc amateur play at home movie. Amateur là gì? Nghiệp dư đúng không? Được chơi ở gì nhỉ? Play at home movie là những cái bộ phim là gì đấy à? Ở gì đấy à? Ở nhà. Ok. Vậy thì câu này của chúng ta có là chúng ta còn nói đến tốc độ không phải cả lớp không, mặc dù nếu mà nghĩa bình thường ở bên ngoài nó có liên quan đến tốc độ nhanh nhẹn, nhưng mà cái này không phải. Cái gì con? Cái gì con đang nói cái gì này? Đâu đâu, chỗ nào được chơi vậy? Đánh thế, đâu từ bà lây đâu vậy?
Ballet writer là chơi à? Người chơi à? Người viết. Có nghĩa là nó được nói, nó được thể hiện. Tức là nhá. Ê các bạn ơi, không nói nữa nhá. Để con đang bàn 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 la mà nó nói là cái câu bạn chắc bạn trả lời đây luôn đúng không? À, nhá, người ta đọc là tất cả những người xem ở Mỹ là đủ già để có thể ghi nhớ được là ở trong những cái giai đoạn gì nhở, ở những cái truyền hình đúng không, cái game đúng không, mà gợi nhớ lại đúng không, của những cái gì nhở, thập niên 50 thì đúng không, của những năm 50 đấy, của những cái ông này đúng không ạ. Thế nhưng mà những cái chương trình mà chất lượng cao thì là ngoại lệ. Hầu như những chương trình TV đó ở những giai đoạn đầu tiên thì có thể được miêu tả như thế nào, được miêu tả như thế nào bởi một nhà gì nhở? Một nhà soạn văn, một viết văn, đó chính là Emerson Play at Home Movie. Không phải là ông ấy là cái người mà ông ấy chơi cái gì hả con? Đây là chơi cái gì? Hả? Đấy như nào có trà chiều Nào với nó con. gọi đi được. Nhưng cái gì chơi đây chứ ạ? Nhưng cái gì chơi, chơi cái gì được chứ ạ? Chơi tivi hả? Đang nói chương trình tivi mà không hiểu là chơi, cô đâu hiểu con nói cái chơi cái gì luôn đấy. Lan ạ. Lan có hiểu con nói tên. Nhưng cô đâu hiểu Lan, Lan mà chơi cái gì? Chưa hiểu lắm. Là như nào? Cô cũng không hiểu lắm thật sự luôn. À có nghĩa là ý em nói là được phát sóng cái gì, được phát lên bởi một người gì. Mày cứ bảo chơi cũng trái yêu nó chơi cái gì cả. À ý của bạn ấy là chỉ có mỗi một cái mình cái ông Broadway này đúng không? Ông ấy là cái người mà gì nhỉ, à, phát lên cái chương trình này ở phía đằng sau đúng không? Thì vé đằng sau người ta nói là the underlying problem, cái vấn đề nằm sâu ở đây không phải là cái việc thiếu những nhà văn tài giỏi, những nhà sản xuất tài giỏi, những người biểu diễn tài giỏi mà có rất nhiều, mà là sẵn sàng tất cả mọi người đã quá tập trung vào cái sân khấu này rồi. Ủa thế là có nghĩa là không phải có thiếu nhân tài, không phải là thiếu tất cả mọi thứ đúng không ạ? Mà đây là một cái người mà chưa là nhá, chỉ là ông nghiệp dư thôi chứ không phải nói là ông chậm hay là gì cả. Một câu này thì lại bảo là ở chậm, tốc độ chậm không nhanh, nó có nói là tốc độ chậm nghe nó con Hamilton không phải là có nói là nhanh hay chậm đâu con, không phải. Còn Ambi là một con đường phù hợp và xứng đáng với điều kiện đó. Câu gì là xảy ra trong một thời gian ngắn, cái này cũng không nói đến thời gian ngắn hay delay gì cả. Câu này cái đáp án hợp lý nhất có phải là đáp án gì nhỉ? B có nghĩa là ở cái cách thức mà nó phù hợp với cái bối cảnh lịch sử thì nó xảy ra và nó gì nhỉ? Xuất hiện trong cái tình trạng này đúng không ạ? Mình là cái từ apt có nghĩa là gì? Apt nghĩa là gì? À, nó là thích ứng. Thích ứng. Đang đây em đang bị suy luận quá là sâu, Lan đang suy luận quá là sâu, nghĩa là một người giỏi chọn bi xong là trả lời đây. Câu 41 này bên dưới nói chuyện to có hiểu cô với bạn Lan đang cãi nhau cái gì không ấy, quên nhầm cãi nhau đang tranh luận với nhau cái gì không ấy, bên dưới cái chỗ cứ kiểu như kiểu là vui vẻ. Câu 41 này căn cứ từ đoạn số 3, tại sao một chiếc tivi được miêu tả à như là amateur play at home. Thứ nhất, nhà văn, nhà sản xuất và những người biểu diễn không có đủ tiền để đầu tư. Đàn bi không có chương trình chất lượng cao. Đàn si là bởi vì những cái người tài năng như này rất là bận rộn với cái này và trên những cái con đường radio motion picture. Và đàn đi là không có những người tài năng. Cô dồi, cô này quá dễ được cả lớp. Đáp án gì đây ạ? Đáp án si. Thì câu mình vừa đọc xong đúng không? Câu này nó dễ như thế này, ngay cái câu mình vừa đọc xong cái underline, cái vấn đề đấy nằm ở là không phải không thiếu người mà là do những người này tập trung hết ở đây rồi. Câu này the deals ở đoạn cuối này gặp cái gì ạ? À? Black là thiếu, plenty là nhiều, absent là vắng mặt và empty là trống gì nhỉ? Trống rỗng. Số người nói chuyện rất là to. Đọc con trên đi ạ. À? Thực sự rất là may mắn. Cái gì của tài năng của Solip, Solip đấy có nghĩa là gì đấy cả lớp, tức là nó chỉ tồn tại trong thời gian rất là ngắn thôi đúng không ạ, và mặc dù là ít nhất là gì nhỉ, làm sao cả lớp nhỉ, thêm một thập gì nhỉ, thập kỷ nữa trước khi cái khu vực này đúng không, cũng giống như là những cái tin tức và những cái gì nhỉ, độ phổ biến của thể thao để tiếp cận được với những cái khu vực tiềm năng
nhiều hơn là một cái sự tuyệt vời trong các cái hạng mục khác như là hài kịch, đúng không, vân vân, được mở cửa như năm 1950 để xứng đáng với sự chú ý của những người xem. À, như vậy là thực ra là người ta muốn nói là gì nhỉ? Thì đất đây có nghĩa là gì đây cả lớp? Chúng ta có từ lack là thiếu. Chúng ta có từ plenty là nhiều. Absent. À, như vậy lúc nãy chúng ta nói là không phải là câu trên, người ta nói là không phải là không có, mà là tất cả mọi người đều tập trung ở trên cái sân khấu này rồi. Và bởi và rất là may mắn là cái sự thiếu đi những cái người này nó chỉ tồn tại trong một thời gian rất là ngắn thôi. Nào sẽ đoán đây, like. Còn bà, cái nào dưới đây là sự thật ạ? À? TV ở trong những giai đoạn đầu tiên thì Brexit được ghi nhận như là một cái gì nhỉ? Wonder, là một cái kỳ quan về công nghệ, nhiều hơn là một cái phương tiện truyền tải những cái nét gì nhỉ? Đặc trưng của văn hóa. Ami, có ít người có hệ thống TV ở nhà, nhưng tất cả cả họ đều rất là enjoy, đều rất là thích xem cái chương trình TV, đặc biệt là thể thao trên TV. Đó là TV có thể draw shape, ok, tức là cũng như là có thể vẽ ra cái vật ra một cách khá là ngắn gọn về những cái gì đó, tài năng, đúng không, của các cá nhân người mà đạt được thành công phổ biến trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Và đặc biệt là các cái hạng mục, đúng không, của cái nhỉ, hài kịch, đúng không, cái mở cửa vào những năm 1950 không đủ tốt để thu hút người xem. Nào tìm cái là sự thật nha. Sự thật đầu tiên các bạn tìm cho cô chỗ nào nói đến cái television và cái chỗ technological wonder và medium nè, và cultural significance. Câu B thì các bạn tìm cho cô chỗ nào là cái việc nhỉ? Enjoy sport, đúng không? Câu C tìm cho cô chỗ nào người ta nói đến cái từ talent pool of individual achieve success. Và câu D là cái hạng mục comedy and drama. Các bạn tìm ở đoạn nào đây ạ? Ừ, ai đây? Cả lớp ơi, đoạn đầu cho cô trước nào. Dòng số mấy các con? Dòng số 3. Chúng ta có 3 và 2 đúng không ạ? Radio in its early days was perceived as a technological wonder rather than a medium of cultural significance. Đấy có phải TV không? Mà đấy là cái gì đấy? Radio, láo tuyết, dám bảo TV. Đấm cho lại bởi vui tính. Rồi, ok, tiếp, 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 tiếp. Đang làm nữa đây ạ. À? Dòng số 1, 2, 3, 4. Dòng số 4. Có một cái câu người ta nói là cái đặt ở đâu nhỉ? Cái nhỉ? Câu 4, cái gì mà đặt ở nhà ấy nhỉ? À, rồi rồi, ok. Là rất ít người có hệ thống TV ở nhà, nó enjoy cái việc là xem cái chương trình đặc biệt là gì nhỉ? Thể thao. Cái câu đấy người ta còn nói là ít hệ thống đúng không ạ? Có nói câu đấy, người ta đọc, người ta đọc đây ạ. Là relatively few people, tức là khá là như này các con nhỉ? Ít người mà có cái hệ thống ở gì nhỉ? Ở nhà đúng không các con? Thế còn có chút thể thao à? Sport ở chỗ nào đấy các con? Rồi sport event attract a crowd, đúng không? Có thể thu hút các cái đám đông 30.000 đến 40.000 đúng không ạ? Additional TV camera đúng không ạ? Như vậy là rõ ràng là ở đây là mặc dù là không có cái hệ thống gì nhỉ, TV ở nhà, nhưng họ có thể sẵn sàng đổ ra gì nhỉ, ra đường, bởi vì các cái gì nhỉ, sport event, các cái sự kiện thể thao. Câu này nghe phải hợp lý nhỉ? Nhưng cứ để đấy đã xem như nào. Tiếp tục với câu tiếp theo nào. Câu tiếp theo là TV có thể achieve or talent for an individual achieve success. Ok, các bạn thấy là thông tin ở dòng nào đây ạ? Có từ chip ly đấy các con. Consequently, nhìn thấy không ạ? Đoạn số 3, dòng số 1, 2, 3, 4, 4, 5, cái cuối thì ngược lại. Consequently, nhìn thấy không ạ? Television draw chiefly on talent of individual who have not achieved. Nhìn thấy chưa? Not achieved. Như vậy thằng này đúng hay sai? Sai tiếp. Thằng cuối cùng là cái gì đấy ạ? Category comedy ở đoạn nào đấy ạ? Ở cũng đoạn đấy đúng không? Rồi 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 rồi, ok. Đoạn số 4 nào, người ta có nói đến cái nhỉ? Các cái hạng mục liên quan category dòng số 3 đúng không ạ? Mặc dù là ít nhất là phải đến thêm một cái thập kỷ nữa trước khi mà những cái lĩnh vực khác như là tin tức và thể thao mà có thể cover khắp tất cả những nội dung, thì cái trong cái hạng mục hài kịch này nó mở cửa vào năm 1950 để có thể deserve, xứng đáng là một cái sự chú ý. Ở câu này người ta nói là gì nhỉ? Nó mở cửa not to attract viewer.
Ở đây người ta có nói non cũng đi não không ạ? Đi rất là xứng đáng đúng không? Xứng đáng không phải non cũng được. Cho nên đáp án chính xác là đáp án B rồi. Thực ra thì mình có thể chọn cái đáp án B ngay từ lúc đầu tiên. Nhưng mà nếu mà để cho nó chắc cái đáp án của mình thì mình cứ đọc hết đi ạ. Baby ạ. 44 này. Họ anh ấy chia tay với cô ấy, nhưng bây giờ anh nghĩ rằng đó là một cái lỗi lầm rất là lớn. Ôi trời ơi, tiếc chưa, tiếc chưa? Đáp án đây ạ. À, anh ấy cảm thấy rất tiếc khi mà anh ấy đã chia tay với cô ấy. Thực ra nếu mà bình thường để con này nghe thì có vẻ rất là hợp lý, nhưng sai. Vì sao? Vì sao? Sao thì nào? Ôi, hiện tại con đang đi. Hả? Cô đang hỏi là con A ạ. À? Nó bị sao ấy nhỉ? Thế gọi cái là PT à, cảm thấy tiếc. Thế theo các bạn là nó đã hợp với lại cái từ chữ này, không phải tiếc đâu. Mà không phải là cái chữ là gì? Ân hận này. Đây là lỗi mà đúng không? Mà thấy tiếc không thì nó chưa đủ nghĩa. Còn đáp án B là anh ấy ước rằng anh ấy không chia tay với cô ấy. Cái câu này thì sai vì sao? Có ai dùng wish not to happen to ai không ạ? À? Không, nếu mà mong ước điều gì trong tương lai là wish gì nhỉ? À, to verb. Còn nếu không, mà nếu mà mong ước mà vậy là he wish he, đúng không ạ? Xong là hidden broken girl. Phải. Câu C là anh ấy ân hận vì việc đã chia tay cô ấy. Regret having fun thứ hai. Và câu D là anh ấy bị mắc lỗi vì việc chia tay với cô ấy. Câu nào là chính xác đấy ạ? C, chắc chắn rồi. Regret having fun thứ hai. Let's tell. Khi mà người ta dùng từ let thì có nghĩa là người ta đang hiểu, đang làm gì đấy các con? À, đề xuất một cái ý kiến nào đó đúng không ạ? Hãy nói với bố về vấn đề của chúng ta đi. Order là gì? Ra lệnh. Suggest là gì ạ? Gợi ý. Forbid là gì nhỉ? Cấm. Bảo là cái từ let 100% nó là suggest gì nhỉ? Suggest đúng không? Đây để ngoài. Ngoài. Chưa mình chấm đây ngoài. Suggest. 46 á. Mọi người tin tưởng rằng Jane đã thất bại trong kỳ thi bởi vì sự lười nhác của ấy. Đây là câu bị gì? Bị động. It is believe key là sai rồi. Vì từ believe của chúng ta là quá gì? Quá khứ, sai luôn. Jane was believed to fail the test on account of her laziness. Câu B thì trông có vẻ hợp lý đúng không ạ? Thì là to be là were rồi. Phần thứ hai là believe rồi. Tại sao dùng to verb? Vì believe và fail là cùng gì? Cùng thì. Và on account of là bằng từ because of. Câu này hợp lý đấy. Câu C thì E sai rồi. Câu D sai rồi. Thì nghĩa là hết fail quá khứ là anh. Đúng không? Làm gì ạ? À? Baby. Câu này dễ mà. Câu 47 này. Một học sinh đang nói chuyện với nhà giáo sư của anh ấy về cái việc mà anh ấy bỏ lỡ kỳ thi và giữa kỳ ấy. Và thì complete exchange tức là hoàn thành cái việc trao đổi lại quay trả lời. What can I do? Tôi có thể làm gì để bù lại cái kỳ kiểm tra giữa kỳ hả giáo sư? Mà mày don't mention it, đừng đề cập đến nó. Tôi rất là thoải mái khi làm điều này. Câu này khi người ta mà cảm ơn mình một cái gì đó, khi mà mình giúp người ta đúng không? Thì mình mới nói câu này. Có bị là cảm ơn rất nhiều rồi vì chấp nhận lời mời, nó liên quan thực sự đi cả lớp. Câu C là bạn được trông đợi là bạn phải viết một cái gì nhỉ? Review tức là cái bản gì đấy ạ? À, đánh giá tổng quan của cái trước đó. Và đáp án là tôi đồng ý đúng không, với cái này. Đáp án gì? C, bảo tôi cần làm gì cơ mà. Hannah và Jennifer đang nói chuyện với nhau vào cuốn sách mà họ đọc. Cuốn sách này thực sự là thú vị và đầy tính chất giáo dục. Đáp án đây đừng đề cập tới nó. Đáp án gì? Bạn thật là tuyệt vời khi bạn nói điều này. Và đáp án C là tôi muốn nó. Và đáp án D là tôi đồng ý ạ. Còn nếu bạn chọn đáp án là gì đấy ạ? Em đi ạ. Cả lớp biết vì sao có một cái câu rất giống câu này đã từng phải chọn đáp án B rồi. Nhưng cả lớp biết vì sao câu này là chọn đáp án D. Vì câu này đây không phải sách của bạn Hana. Mà đây là sách khác, quyển sách mà hai người vừa mới gì? Vừa mới đọc, tức là không phải thuộc sở hữu của ai cả. Cho nên không phải là tôi rất là vui khi bạn nói ra điều này, không phải cuốn sách của mình mà người ta không khen mình à. Mà người ta chỉ nói quan điểm của một cuốn sách bất kỳ nào đấy thôi. Tiếp, 49. Tuổi thọ trung bình là 79 năm. Tuy nhiên, người đàn ông nghèo nhất trong cái thành phố này thì có tuổi thọ trung bình là bao nhiêu ạ? 54 năm. Thứ nhất, đây là hai vế đối lập nhau, however. Nếu mà sử dụng cái đáp án if, nếu thì nghe nó rất là vô lý. Nó là những cái kiểu dữ liệu nó thực tế thì có gì là nếu này, nếu tuổi thọ này cho nên có sai đầu tiên. Có bị là tuổi thọ trung bình là 79 năm cao hơn so với tuổi thọ của người đàn ông. Đây là so sánh à? Đầu tiên này tuổi cái người đàn ông nghèo nghèo nhất có tuổi thọ là 54, much lower than the average. À rồi, rồi.
Câu hỏi Glory Kirby và Glory khác nhau điểm nào? Glory Kirby đang khác nhau điểm nào? Nếu người ta viết là C như này nha. Người ta viết là người đàn ông nghèo nhất trong thành phố này có tuổi thọ là 54, thấp hơn rất nhiều. Cái gì thấp hơn? Người ta đang so sánh với xanh cái gì nhỉ? Cái tuổi của người đàn ông đó. Nếu như em có thể nói cái câu là which, đúng không? Cái mà thấp hơn thì nó hợp lý hơn. Như vậy câu này không có đại thì có đại, đúng không? Thì người ta sẽ không biết được là đang so sánh ông ý, chứ không phải so sánh tuổi của ông ý. Câu C này sai. Còn câu đi là cái tuổi thọ trung bình là bao nhiêu? 25 năm cao hơn so với người nữa. Câu này sẽ buồn cười vậy. Hai giờ gian người buồn cười thế là đoán gì ạ? B. Sam hấp cái gì đấy? Sam thì có một cái công việc mới đúng không ạ? Và cô ấy nhận được lương khá là cao bây giờ. Điều nó có nghĩa rằng cô ấy được thăng quan tiến chức. Đàm ở đây, cô ấy có một cái chức vị mới và nhận lương cao bây giờ. Điều đó có nghĩa rằng which mean, yes mean. Câu này nghe có vẻ là gì nhỉ? Hợp lý, bởi vì cái từ zip là cái từ nó thay thế cho cả gì con nhỉ? Cả cái vế đằng trước đúng không? Mà dùng dấu phẩy. Còn câu B của chúng ta là gì? Bởi vì cô ấy có công việc mới. Sai. Thế là một điều đó có nghĩa là mà không phải là nguyên nhân. Đáp án C làm cho Sam được sai tiếp. Đáp án D là gì đây cả Lâm nhỉ? Được thăng quan tiến chức. Sam đã nhận được. Ok. Câu này không phải là sau khi được thăng quan tiến chức của đúng không cả Lâm. Mà câu này các bạn chỉ dùng là gì nhỉ? Được thăng quan tiến chức cho cô ấy nhận được công việc mới thôi. Câu này đáp án D là sai mà nghĩa mà nó không phải. Không phải là cái việc thăng quan tiến chức được hoàn thành thì cô mới được nhận cái này. Cho nên đáp án chính xác là sẽ là đáp án A. 5 giờ làm toán đúng không? Thoải mái. Là học toán này.